Rồi, ok, xin chào toàn thể các bác nhé. Hôm nay em shop Trường Hải lại gửi đến các bác hai cái mẫu cây thuộc dòng PCB, đó một cây condo U khung vuông xương cá, một cây quy ba lỗ tactical phiên bản cao cấp của bên shop. Thì hôm nay em cũng có đi test thực tế cho khách. Thì đây là một cây cây của một bác ở trên Bình Phước và một cây của bác ở trên trang Lạng Sơn, đó là ở Đình Lập. Thì đây là hai cây thì em cũng có test cái rê rô 60m. Rồi thì sau em sẽ up luôn cái video test rê rô 60m cái bật lửa cho anh em xem. Vâng, độ chính xác của nó. Thì các bác xem video, các bác cho em xin nút like, bấm nút đăng ký kênh để ủng hộ shop. Thì shop luôn luôn phục vụ tất cả các bác đam mê trên mọi miền Tổ quốc. Các bác đặt cấu hình nào thì em lắp ráp căn chỉnh theo cấu hình đó cho bác. Thì phương thức ship của shop thì theo hai phương thức, đó là ship COD và ship xe. Ship xe thì các bác được quyền lợi ưu tiên, nó là các bác nhận luôn cả cây như này thì em hỗ trợ lắp ráp căn chỉnh và test thực tế cho anh em. Đấy, thì đây là em cũng đi test ở đây, là cũng cự ly là 60m đây luôn. Em zoom lúc đấy em test là cái chỗ này là cái bật lửa lỗ đây. Đấy, thì là test cho anh em rero chuẩn luôn theo yêu cầu của các bác. Đấy, thì là các bác muốn test như thế nào và đặt ở cấu hình như thế nào thì các bác liên hệ trực tiếp cho shop. Sau shop sẽ, em muốn đi test thì em quên không mang cái bản tên, thì sau em sẽ đặt cái số điện thoại trên góc màn hình để các bác tiện liên hệ cho shop. Thì đây em xin phép là giới thiệu hai cái mẫu cây này. Thì hôm qua em cũng có up cái video cái mẫu cây này rồi, nhưng hôm nay em cũng xin nói lại sơ qua về cái cấu hình của nó để cho các bác tiện theo dõi. Đây, cây condo U khung vuông xương cá ở cấu hình cao để gửi cho các bác, đó là combo khung này, gồm tay báng liền khối vân công vân gỗ mun, đuôi khắc đuôi vân công. Vâng, thì khung vuông xương cá này là phiên bản cao cấp của bên shop các bác nhé, khung mới, khung đời mới 2022. Đấy, ruột thì là bọc đồng, búa bọc đồng, quy bọc đồng, tay kéo inox, lò xo thì được thay bằng cái lò xo xịn để cho anh em chơi cho nó ổn định. Thì bộ hơi thì gồm là bình carbon 0.42, van cricket bản dài hộp mở khớp U cricket. Vâng, cái cành của nó là em sử dụng cái cành TK Hồng Kông loại 1, dùng đạn 5.5 cho bác ấy, và giảm thanh là Sumo Phi 35 cho anh em. Đấy, kết hợp với cái kính Z 600 thông số là 5-25x50 FFP. Kính này có hỗ trợ hồng tâm và một cái kết hợp một cái chân kính hạ liền khối cho anh em nha các bác nhé. Đấy, cây này là với giá là cho anh em là trên 10 triệu. Đấy, đã anh em nào thiện chí mua thì inbox trực tiếp, gọi điện trực tiếp cho em để em báo giá công khai cho anh em. Và tiếp đến là cái cây FXQ3 lỗ tactical là của một bác ở trên Lạng Sơn. Đây, cây này cấu hình cũng trên 10 triệu để cho anh em tham khảo. Đấy, là combo Q3 lỗ tactical này, cành TK Hồng Kông 5.5 này. Vâng, tiện xuống còn 18 inch, giảm thanh FX Aragon. Bộ hơi nó là bình carbon 050 và van cricket bản dài hộp mở nhé. Kính thì là kính Discovery kết hợp với một cái chân kính liền khối để cho anh em chơi. Cây tất cả cấu hình này bao cho anh em 80-100m nhé các bác nhé. Tất cả cấu hình này bao cho anh em 80-100m. Em tự tin giới thiệu cái cây này là vì cái cành cực kỳ là ngon và chất lượng cho anh em. Đấy, anh em liên hệ trực tiếp để mà rước em nó về thì các bác cứ liên hệ trực tiếp với em qua cái số điện thoại sau em sẽ up ở trên cái góc màn hình để cho các bác tiện liên lạc với shop. Vâng, thì shop cũng xin phép xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Các bác xem video nhớ cho em xin nút like, bấm nút đăng ký kênh để ủng hộ shop. Shop sẽ có nhiều động lực để làm ra những cây củ chất lượng hơn nữa và gửi đến các bác những video chất lượng và hấp dẫn hơn nữa các bác nhé. Vâng, thì em cũng xin phép là khép lại video tại đây. Hôm nay ngày cuối tuần, chúc các bác ngày cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.